mà cây bất ca này ta trồng giữ rất nguy hiểm, là giữ được cả 100 năm. Chứ cây keo, cây bạch đàn của bác là năm về năm ta chặt chút đi, bỏ đi hết. Cho nên là mà thôi chẳng hạn bao nhiêu. Keo về bác cây tính ra rồi, chia ra một năm thì còn khoảng hơn 10 triệu. Trong lúc bác ca của mình, từ năm thứ 3, năm thứ 4, bắt đầu ra bói, và càng ngay càng nhiều quả. Tôi bây giờ dân bên Úc là cây 60 năm vẫn đầy quả. Cho nên là ta trồng bất ca là không phải cho ta nữa, mà cho cả con, cho cả cháu ra. Mà cái hay là gì? Đó là cái rừng lương nghiệp vĩnh cửu, phủ xanh lương vĩnh cửu. Ngay cả trên cà chè hay là cà phê các bác, khi chúng ta đưa vào thì hiệu quả rõ hơn. Vì vậy mà giúp mong là chúc các bạn trong xã sớm tiếp cận được tăng ca. Những người đã có rồi thì đảm bảo không chắc thật tốt. Những người chưa có chưa rồi thì tham quan, học hỏi, đọc tài liệu và chúng ta cùng nhau làm tốt hình ảnh cho tăng ca. Chúc các bạn rất thành công. Xin cảm ơn các bạn. Và nhận định về giá trị của cây maca cho bà con thì đại diện bên công ty Himalaya Maca cũng trực tiếp nhấn mạnh về vấn đề tạo tán, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cho cây maca. Và đặc biệt là tại hội thảo, bên công ty Himalaya Maca cũng nhấn mạnh về các nguyên nhân gây rụng hoa, rụng quả. Một là rụng sinh lý, hai là rụng là do bất cẩn, và ba là rụng là do chúng ta chế độ chăm sóc chúng ta. Thì về vấn đề nhất là rụng là do đá bệnh thì đó là do gì ạ? Do vườn của chúng ta gặp điều kiện, ví dụ thời tiết khô nóng hoặc là gặp điều kiện là xương ẩm xương giá, và với thời điểm các bạn đầu bạn thì nó sẽ gặp một số loại đá bệnh như là tiêu tốt tiêu ra đấy, nó sẽ làm khô cái cằm tai, khô cái cằm của này và con thấy màu đen như thế nào, được không? Hoặc là bởi về các loại nấm khác thì là từ cái đường thông khô hết đó. Thì đối với cái trường hợp mà bệnh nấm bệnh như thế này thì đầu mùa khi bắt đầu cây chuẩn bị ra hoa đầu quả thì bà con nên phun thuốc phòng. Đây cái hình ảnh như bà con thấy đây, quả to rồi này, rồi đó là gì? Dạ, đây bà con thấy nha, ví dụ như ở đây là hình ảnh hai hình ảnh bà con có thể tham khảo. Như thế này là cây bắp cải người ta trồng xen vườn cà phê, nhưng mà cũng ở một vườn như nhau. Nhưng mà cây này là người ta không chăm sóc, người ta không tưới nước, quả rất dễ le que và cay thôi. Còn cái này á là nó lại thế hơn, tại vì hôm nay là trồng trong cái vườn người ta trồng trong tầm, trồng trong để nuôi lá. Thế là cái vườn mà trồng trong thì tất nhiên là nước tưới và phân bón rất là đầy đủ, thì là hoa và quả rất là nhiều. Nói như vậy cho con thấy tới là vấn đề là ra hoa và quả là với vấn đề chăm sóc là cực kỳ quan trọng, được không ạ? Con thấy nhé, bắt đầu như này là kinh doanh thì bà con
mình cố gắng là 7 đến 10 ngày là mình sẽ tưới nước một lần cho cây đó, làm sao đảm bảo được là cây mặt đất ở dưới là nó ẩm. Đối với cái sản phẩm cây cá pha đúng không ạ, thì bà con quý là khi mình tưới nước là mình chỉ tưới gốc, mình không tưới bằng bét nha, và bà con đừng có dùng bét cà phê. Nếu như ra hoa mà bà con dùng tưới nước bằng bét cà phê thì là nó sẽ rụng hoa đấy và nó sẽ tối hoa, nên khi vào ra là cá pha thì bà con cố gắng là mình tưới nước và mình tưới gốc và giữ ẩm cho nó được khoảng tầm 70-80% là tốt. Thì cũng sẽ hơn thì nếu như thế bà con chỉ nhớ như thế này, 70 ngày mình tưới một lần thì sẽ đảm bảo vấn đề là ra hoa trong khoảng ok. Và cuối buổi hội thảo, ông Võ Dũng, giám đốc công ty Himla Macca, kim là phó tổng thư ký Hiệp hội Macca Việt Nam, cũng có phần chia sẻ cho bà con về những thế mạnh và tiềm năng của cây Macca. Vùng trong thế giới thì họ quản từ hơn 20 quả ví dụ các bạn nhé, giữa bà con thì hay là gì rất là hay hiện tại Macca thì có được cái lượng hai nghìn cà phê thì là 4 thân. Cái Macca thưa thì bà con là nó làm được 3 dạng sản phẩm. Cái thứ nhất là mỹ phẩm, cái thứ hai là dược phẩm, cái thứ ba là thức ăn. Mà xu hướng thế giới giờ là họ ăn hàng, ăn kim. Ví dụ như những người mà đào bồi hay là quả kim, đấy là cái thị trường rất lớn. Cái thứ hai nữa là dựa vào kê của Hiệp hội Macca thế giới thì giá Macca nó ổn định trong 30 năm nay là từ khoảng 4-7 năm đỗ thì nó nằm trong khoảng từ 70-85 nghìn của tiền Việt Nam. Và thứ ba con này, anh Thông nói giá bà con thì hiện nay giá Macca là 100-100 mấy, giá nó tái, giá nó không hợp. Sau thứ ba con nghe, giờ sau hội thảo thì bà con đặt 5 năm sau, 10 năm sau bà con gặp lại của tôi, chúng tôi hy vọng giá Macca là được 50-60 nghìn thôi. Tâm chưa nghe, 100 nghìn ngành Macca Việt Nam sẽ tiến. Vì sao bà con biết thế không? Không cạnh tranh được thế giới, không xuất khẩu được thì làm sao đó ra, đúng không ạ? Nên mình bị chơi cuộc chơi là chơi cuộc chơi của thế giới. Bạn nghe, mình phải ăn được mà tôi thấy chưa? Một cây Macca mà chỉ 50 nghìn là tôi cho là được hơn cả cái gì bán rồi. Đương nhiên thì hiện nay vì nó khan hiếm và Macca diện tích của lâm đồng chúng ta cứ ở 10 nghìn và trong đó khoảng từ 30% là kinh doanh cho bói thì khoảng từ 3 nghìn chúng ta là cho bói đến giá khác đấy, đúng không ạ? Thì thưa bà con, sau này là cái giá Macca nó nằm 50-60 là tốt và cái được là bà con yên tâm về tiền lương tôi biết rồi đấy. Câu hỏi của bạn rất hay, được là câu hỏi về giống nào phù hợp cho lương hạ, rồi có giống là có phù hợp với lương không đó mà như bạn bằng cái cà phê đó thì như bạn cái này cái Macca thì hôm nay là thời bạn chỉ không tàng là nó nhập vào là từ năm 1994 và 1992 thì mặc dù là nó không lâu nhưng mà thật sự là nó cũng đủ để khẳng định là cái dòng phù hợp vùng nào. Thì vì cái vùng Macca của cái viện lâm nghiệp Việt Nam họ khả nghiệp rồi thì cũng hiện nay là bộ nông nghiệp công nhận như vậy bán ạ. Thì đó là cái này Thông có nói, cái dòng anh Thông nói rồi cái bạn yên tâm. Và cái Macca nó là thế này, nó thưa các bác là cái vùng Tây Nguyên Tây Bắc trồng được, miền Trung trồng được ngay các bác, nó chỉ cần 2 tháng lạnh thôi là đàng hoàng ok. Nên cái vấn đề mà cái gọi là cái tiêu khí hậu nhiệt nên nó là còn xảy ra mà nó phải xảy ra đến vùng gọi là vùng rộng lớn giữa Tây Nguyên và ví dụ Đông Nam Bộ. Và có hiểu đấy, cái phù sinh thái phù khí hậu nó rất nặng đấy. Và bạn còn nói thêm cái dòng oxy thì tôi phân tích thêm này, cái dòng oxy thực sự năng suất rất cao ở giai đoạn đầu trong vòng 15 năm rồi lại. Còn vì tôi là đi nhiều rồi, tôi đi Úc rồi, tôi đi Trung Quốc rồi, đi Nhật Sinh rồi, thì hiện nay thì một thời gian là khuyến cáo để mà trồng hàng loạt, ví dụ trong 2000 chúng ta trồng OC, nếu mà con ở nhỏ này thì bà con trồng được. Vì thế này, cái OC riêng cái Macca là quả nó tự dùng, riêng nhập OC không tự dùng, mà lâm đồng chúng ta lại ra hoa đầu quả hai lần, mà thu hoạch là vào mùa mưa, mà không được mà vào mùa mưa thì nó sẽ lại mọc trên cây.
đấy ạ, nên khuyến cáo là không đọc, khuyến cáo thôi nhé. Nên bà con sao đây vẫn đọc là rất nhiều bà con, chúng tôi hiệp hội cũng không biết nào khuyến cáo cao hiếp lắm ca. Chúng tôi đã bỏ 200.000 cây giống bố mẹ và hủy 20.000 cây giống xe năm 2017. Chúng tôi cũng không phải ra thị trường. Hiện nay thật sự là hiếp lắm mà còn đau đỏ mà không cao thì bà con là. Nhưng tôi phân tích như vậy để bà con hiểu. Đấy, thì cơ tố cho hiện nay trên thị trường là bà con POC như sát năm 4, năm 4, 6 rồi đã to lắm, ít 90 hạt có 1 ký vì cái giọng mà trên năm tuần khác là 104 hạt một ký. Đấy, thì có cái tên loại như vậy con đưa nhọc lại từ nhọc bà con. Đấy, thì còn vấn đề bạn nói là mua chịu mua chịu thì đánh đẳng mua hôm nay là chịu đâu về lấy lại đúng không ạ? Mà bạn bảo tôi tới đây nghe có người mua không được là hiếm lắm các ca này tôi chịu bạn không mua vậy thì vì một mình bạn thì cậu chấp nhận được cho là cả hàng ngàn hồ của chịu công ty cậu cũng sắp học luôn bây giờ bốn đâu phải đâu thôi nên thôi chúng ta chia sẻ đúng không ạ? Bạn muốn đầu tư để bạn có mất ra để có thu nhập thì cậu cố gắng làm giọng tốt bạn cho bán cái giá nào phù hợp nhất đúng không ạ? Cậu có lại đi thôi cái con nói của bạn có chịu cả hồi trước đây là cả